Những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách cũng là thời gian mà các chiến sĩ công an có mặt tại điểm nóng, đồng hành và giúp đỡ người dân. Nhận thấy nhu cầu về nguồn lương thực thực phẩm bên trong khu vực phong tỏa cứng còn nhiều thiếu thốn, các cán bộ chiến sĩ đã quyên góp từng phần quà, từng bó rau xanh gửi thẳng cho bà con. Hình ảnh cựu chiến sĩ công an lo cho nhân dân từng bữa ăn, giấc ngủ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong những ngày dịch bệnh nhiều dông bão. 5 giờ 30 phút sáng, đoàn xe vận chuyển của công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đã có mặt tại chốt kiểm soát địa phận giáp ranh Đà Nẵng, Quảng Nam. Gần 4 tấn nông sản được cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp nhận, trung chuyển qua xe chở hàng hóa. Đây là toàn bộ số rau xanh, củ quả các loại tại vườn rau của bà con Quảng Nam được công an phường thu gom từ đêm hôm trước. Việc làm này vừa giải quyết cho người nông dân ở Quảng Nam, cái đầu ra cho người nông dân Quảng Nam, thì cũng là vừa giải quyết cho cái khó khăn về lương thực thực phẩm cho cái người dân tại vùng cách ly y tế. 6 giờ 30 phút, chuyến hàng đầu tiên đã đến điểm tập kết. Các chiến sĩ công an chia nhau mỗi người mỗi việc, nhanh tay phân chia đồng đều rau củ trong mỗi suất quà. Tuy không thành thạo, không quen tay, nhưng ai nấy đều làm nhanh nhất có thể để thực phẩm tươi ngon đến tay người dân. Cũng cố gắng làm thật nhanh để gói gọn vào những bao rồi mình di chuyển xuống ủng hộ cho dân để nhanh nhất để cho rau củ quả không bị hư. Là một trong năm phường đang áp dụng lệnh phong tỏa cứng trên địa bàn quận Sơn Trà, bản thân từng chiến sĩ công an phường Phước Mỹ hiểu rất rõ sự khó khăn của người dân trong vùng cách ly y tế. Rau xanh là thứ quý giá và cần nhất lúc này. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, cứ mỗi tuần từ 2 đến 3 lần, công an phường Phước Mỹ vận động được từ 3 đến 4 tấn rau sạch chia đều cho người dân khó khăn trong toàn phường. Những phần quà dù không nhiều nhưng đã tiếp thêm động lực cho bà con vượt qua khó khăn, đồng lòng chống dịch. Đi ra đường thì cũng nhiều hạn chế, nhưng vừa trong với bên hộ gia đình nhận được món quà này là rất vui mừng. Dù đã thấm mệt sau một đêm dài trực chốt, nhưng những chiến sĩ công an cơ sở đều hăng hái tham gia tiếp sức cho người dân vùng tâm dịch bằng tất cả tấm lòng. Gần dân, hiểu được cái khó của dân, giúp dân bằng những việc làm thiết thực, khiến cho nghĩa tình công an với nhân dân vì thế mà càng thêm gắn bó, bền chặt.